Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu cùng với là Miết Lệ. Hôm nay là được Miết Lệ là đưa Phước Sửu đi tham quan một cái dự án rất là đẹp tại thị trường Bình Dương. Nói về cái tình hình bất động sản gần đây thì gần như là vừa một quý vừa qua thì tình hình bất động sản cũng đang trong gọi là giai đoạn rất là khó khăn. Rất là nhiều cái trường hợp gọi là bất động sản ở nhiều nơi xuống giá, thấp giá, giảm giá để bán ra thị trường. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là những cái dự án gọi là có tên tuổi và những cái dự án gọi là hot ngoài thị trường thì khi mà tung ra dòng sản phẩm thì được khách hàng đón nhận rất là nhiều. Thì trong đó thì có những cái dòng sản phẩm của chủ đầu tư là An Gia cùng Miết Lệ. Ngày hôm nay Miết Lệ sẽ cùng với Phước Sửu là đi tham quan một cái dự án rất là đẹp tại Bình Dương. Dự án thông tin như thế nào Miết Lệ có thể chia sẻ cho cả nhà biết được về dự án được hay không? Dạ được ạ. Như anh Sửu có chia sẻ thì hiện tại vào quý 4 của 2022 này, chủ đầu tư An Gia sẽ công bố đó là dự án Đờ Gió ha. Dự án này thì gồm view sông, như mọi người biết rồi, khi mà một dự án mà được kết hợp, được lấy hướng từ view sông thì rất là thu hút được nhiều khách hàng, đặc biệt là với khách hàng về ở cũng như là khách hàng đầu tư. Đó thì anh Sửu muốn biết thêm gì về dự án Đờ Gió này nhỉ? Trời, nghe nói view sông thì mình phải bất ngờ, bởi vì rất là nhiều dự án gọi là view kênh rạch rệt, con đường, những cái con rạch rất là nhỏ, thì cái dự án này nó có gì thu hút khách hàng và gọi là view sông là sông gì? Ok anh, thì đối với dự án mình thì được thừa hưởng bởi là sông Đồng Nai. Thì bên mình thì sau này sẽ hiện hữu lên là hai tòa tháp cao 40 tầng. Và với độ cao như vậy thì chúng ta sẽ nhìn được cái độ sông ha, rất là sông gì vậy? Sông Đồng Nai, em có chia sẻ. Nói đến sông Đồng Nai thì rất là đẹp luôn. Nếu mà vị trí mà giống như Miết Lệ chia sẻ là cách đường xa lộ Hà Nội khoảng 100m và hướng sông thì chắc chắn là nó sẽ nhìn về một cây cầu rất là lớn tại giao thoa giữa Sài Gòn và Đồng Nai, đó là cây cầu Đồng Nai phải không? Dạ đúng rồi anh. Đó thì cây cầu này khá nổi tiếng ha, từ dự án của mình nè. Mình có thể làm ví dụ như mình di chuyển về bến xe miền Đông vì chưa tới 5 phút nữa là đã tới rồi. Và đặc biệt mình là có thừa hưởng bởi tiếng metro ha, metro số 1 đúng rồi. Và đây lại là một cái trạm dừng từ bến thành Suối Tiên, rất là thuận tiện nữa. Miết Lệ ơi, Miết Lệ suy nghĩ như thế nào khi ở đây là gần 3.000 cư dân sau này sẽ về sinh sống, thì theo như Miết Lệ là những cư dân này gọi là những cái người đặt nền móng đầu tiên và mua tại sản phẩm tại dự án này thì là những cư dân tại đâu? Trong khi Phước Sửu đang thấy là ở đâu đây là một những trong những cái gọi là hệ thống cảng sông và gần biển rất là nhiều, rất là di chuyển rất dễ dàng, nên là một cái đội ngũ kỹ sư rất là nhiều tại khu vực này và họ chọn nơi đây làm sinh sống phải không Miết Lệ? Thì theo như Miết Lệ là những cái dòng sản phẩm của An Gia có đáp ứng được cái nhu cầu cho những cái đội ngũ kỹ sư và những cái người gọi là sống tại khu vực sông Đồng Nai này hay không? Dạ có ạ. Thì như em chia sẻ với anh là hiện tại ngay khu vực vị trí này nè, để có được những căn hộ mà phục vụ đáp ứng hết tất cả các nhu cầu về tiện ích cho cư dân hầu như là khan hiếm. Và ngay tại vị trí này đây thì hầu như hiện tại đang được gọi là khan hiếm về căn hộ để cung cấp cho cư dân sinh sống nơi này. Và Lệ cũng chia sẻ luôn, khi mà Lệ chia sẻ thông tin về dự án Đờ Gió đến với tất cả các anh chị khách hàng của Lệ và họ đánh giá rất là cao về dự án này, và hầu như một số anh chị hiện tại cũng đang sinh sống tại một số căn hộ chung cư đang gọi là tầm phân khúc tầm trung á, thì hiện tại họ cũng đang rất là quan tâm về dự án này luôn, bởi dự án của mình là dự án phân khúc là tầm trung nhưng chủ đầu tư lại đáp ứng đầy đủ hết tất cả các tiện ích gọi là cao cấp mà giá cũng gọi là tầm trung luôn. Quá tuyệt vời. Đó. Thì Miết Lệ có thể điểm qua một vài cái tiện ích mà gọi là tiêu biểu trong cái căn hộ, trong cái hệ cụm khu dân cư này để cho quý anh chị và khách hàng ở đây nắm rõ về cái thông tin về căn hộ được hay không? Ok anh, thì nói về tiện ích thì cũng giống như tất cả các tiện ích của căn hộ thôi. Đó, nhưng mà bên phía chủ đầu tư lúc nào họ cũng sẽ làm sự khác biệt ha. Thì có nghĩa là sẽ có shophouse là chắc chắn rồi. Thứ hai nữa là mình sẽ có là hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe làm đẹp, khu vui chơi đầy đủ. Cảm ơn Miết Lệ chia sẻ. Thì có một cái điều đặc biệt là những cái dòng sản phẩm của An Gia đưa ra không phải là những cái tiện ích, bởi vì những cái tiện ích tất cả căn hộ đều có, nhưng mà ở đây là nói về gọi là cái cách thiết kế nè. Dạ đúng rồi. Đồ thông thoáng nè. Dạ. Và cái cách bố trí, và điều đặc biệt ở cái căn hộ này thì nó có tầng long môn. Dạ. Rất là mát mẻ, và ở tầng 3 thì mình có một cái tầng gọi là có tiện ích hồ bơi. Tiện ích tất cả mọi thứ ở đây. Và điều đặc biệt là những cái nội thất thiết kế và những cái không gian ở trong căn hộ
họ đối với An Gia là một cái chủ đầu tư là tinh tế về thiết kế đồ cao tầng nè, rồi khoảng cách giữa tất cả các cầu thang và lối đi của thang máy để mang lại cho khách hàng một cái sự rất là happy khi mà mua cái sản phẩm này. Dạ đó, thì để biết được cái độ happy như thế nào ra sao thì giữa tháng 10 này đó, giữa tháng 10 này phía chủ đầu tư An Gia sẽ khai trương nhà mẫu. Thì để biết được nhà mẫu như thế nào ra sao thì em sẽ hỗ trợ mình thêm một đoạn video clip nữa, hoặc là em có thể hỗ trợ anh chị đi thực tế tại dự án này luôn, hoặc là đến tại trung tâm của Hồ Chí Minh của mình á, là có là 63A Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Dạ. Cảm ơn Bích Lệ chia sẻ rất nhiều. Hãy cập nhật ngay thông tin của dòng sản phẩm căn hộ Đờ Gió tại Bình Dương. Dạ. Để có nhiều thông tin chi tiết, cả nhà alo theo số hotline bên dưới để gặp Phước Sửu và Bích Lệ. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại.